Hello mọi người, Yến nhiều chuyện nhưng mà chưa xuống cơ. Tại vì Yến vừa mới tắt cái live stream xong một cái thì Yến lại phát hiện ra là có một số những bài báo. Bây giờ hôm nay là báo chí lên hàng loạt luôn mọi người, để nói về cái sự kiện này á. Nào, Yến đọc cho mọi người nghe nha. Để như mình cùng đọc cùng nghe, tại sẽ có một số những khán giả người ta sẽ không bao giờ biết là đọc những cái tin đó đâu, hoặc là người ta không có thói quen đọc thì người ta sẽ không đọc, mà người ta chỉ thích nghe thì Yến sẽ đọc cho mọi người nghe và mình sẽ cùng nhau đọc. Thì đây là một cái bài viết trên cái tờ báo gọi là L'Avion, L'Avion hả? L'Avion. À, L'Avion. Thì tức cười là Yến đọc chữ L'Avion nó mới hơi mang hơi hướng tiếng Pháp đó, mọi người. Tại vì Yến xuất thân từ tiếng Pháp cho nên Yến đọc nó hơi mang phát âm giống như một cái gọi là cái bản năng. Yến đọc cái chữ L'Avion cái nó thành là L'Avion. Ok, giờ Yến đọc cho mọi người nghe cái tựa bài, tựa bài của bài báo này là Danh ca Hương Lan và sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường hội tụ chung show diễn fan, một sự kết hợp tuyệt vời. Đây mọi người thấy không, đây nè, thấy chưa, đây là tên của bài báo ha. Vừa qua người hâm mộ rộn ràng vì sự kết hợp của danh ca Hương Lan và nam ca sĩ Hồ Văn Cường trong một live show sắp tới. Hôm nay Yến rất là Yến thấy là cái bài báo này hôm nay viết Yến rất là ưng, chút xíu sẽ nói cho mình nghe một cái điểm Yến rất là ưng ha. Danh ca Hương Lan là một nữ ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc quê hương trữ tình. Với giọng hát truyền cảm đặc trưng, cô được nhiều khán giả ưa thích. Ở độ tuổi U70, cô vẫn duy trì niềm đam mê ca hát, tận tụy với nghề, gắn bó với khán giả từ Việt Nam ra đến hải ngoại. Sắp tới đây, danh ca Hương Lan sẽ về nước và gửi những tiếng hát đến khán giả quê nhà. Tại live show Sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường cũng sẽ góp mặt với vai trò là ca sĩ khách mời. Đây là dịp hiếm hoi danh ca Hương Lan trở về quê hương và nhận lời mời đi hát. Vì vậy, thông tin trên đã trở thành sự kiện hiếm hoi không thể bỏ lỡ đối với fan hâm mộ cô. Sau đó, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự hào hứng chờ đợi màn trình diễn của cả hai người. Đây là ở phía dưới là cái phần bình luận của khán giả nha mọi người. Đây những cái dòng chữ in nghiêng ha mọi người ha. Danh ca Hương Lan, một thời tôi từng tua đi tua lại bài tình bơ vơ của cô với Chế Linh. Sau này được tiếp xúc với các thần tượng nhí, tôi rất thích và yêu quý con trai Cường. Cô Hương Lan và Út Cường kết hợp sẽ rất tuyệt vời, hóng quá đi. Chúc mừng con trai, ngóng chờ hai cô cháu. Mong cô Hương Lan và Hồ Văn Cường hát chung bài Còn thương rau đắng mọc sau hè thì còn gì bằng. Thực tế mà nói là hai cô cháu với hai bà cháu cũng được nữa mọi người ha. Hình như cô Hương Lan của cùng một tuổi với cùng một thế hệ với ca sĩ Giao Linh á, mà Cường thì hôm trước hát với cô Giao Linh thì là gọi bằng bà ha. Cô Hương Lan mà hát song ca với bé Cường thì chỉ có ngất ngây con gà tây thôi. Hai giọng ca của hai thế hệ hát dân ca rất cảm xúc. Qua sự kiện trên, nhiều người hâm mộ dành lời khen và chúc mừng cho giọng ca trẻ Hồ Văn Cường. Có thể nói, trong showbiz khá hiếm hoi khi có một ca sĩ trẻ tuổi có thể kết hợp cùng một danh ca gạo cội. Hồ Văn Cường là giọng ca triển vọng, được phát hiện tài năng từ thuở ấu thơ. Sau này anh phát triển việc học của mình và duy trì đam mê âm nhạc. Đến đầu năm 2022, nam ca sĩ trẻ được danh ca Hậu Ngọc Sơn hậu thuẫn và tích cực mài dũa giọng hát. Với sự chăm chỉ và tiềm năng phát triển rất sáng lạng, đến danh ca Ngọc Sơn nhiều lần khen ngợi Hồ Văn Cường tiến bộ rất nhanh. Bên cạnh đó, những thành công anh sở hữu ở độ tuổi còn rất trẻ cũng là minh chứng cho giọng ca trẻ. Bạn nghĩ sao về sự kết hợp của hai giọng ca này đã lấy đi nhiều nước mắt khán giả của danh ca Hương Lan và sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi nhé. Bài báo này rất hay. Mọi người biết một cái hay đặc biệt luôn của cái bài báo này. Hoàn toàn không gắn cái gọi là cái đuôi phía sau tên Hồ Văn Cường. Lúc nào các cái bài báo mà gọi là tệ hại nó luôn luôn nó nhắn một cái chữ là Hồ Văn Cường gặp một cái con tên 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 tên. Nó rất là bực mình, con nuôi nó rất là bực mình luôn.
nó là có tên có tuổi nó, và con nuôi là hoàn toàn không hợp pháp và cũng coi như là một sự trá hình, một sự trá hình mà khi mà gắn cái đuôi đó vô trong cái tên của thằng nhỏ là một sự sỉ nhục cho cả hai. Một đằng là sỉ nhục cho cái sự mà thương yêu mà đặt niềm tin hoàn toàn vô một người mà mình tin là thần tượng, và một cái hai là sỉ nhục cho một con người ăn gian nói dối. Đó, cho nên rằng là Yến cực kỳ cảm ơn cái bài báo này. Tái không nhắc như mình, nhưng mà mình phải nói là tại vì đây là một bài báo hiếm hoi, hoàn toàn không nhắc gì tới cái nhân vật kia và hoàn toàn lướt qua luôn, và nói lên những cái gọi là thành tựu của em nó luôn. Cảm ơn báo, cảm ơn báo Love You, cảm ơn rất là nhiều luôn. Cảm ơn, thực sự đây là một bài báo hay, và đây là một bài báo cực kỳ tiến bộ, mang một cái tinh thần nhân văn cực kỳ tiến bộ nha. Hy vọng là tất cả báo chí sau này đừng bao giờ gán ghép cái tên bà kia vô nữa. Tên của nhóc này đã đủ hot rồi. Nếu mà muốn lấy cái hot á, độ hot á, chỉ cần cái tên này thôi là đủ. Không cần phải đính kèm bất kỳ một cái đuôi nào đó để mà giống như là để kiếm fan hay cái gì nữa đâu, không cần đâu. Làm như vậy nó tồi tàn cái con người mình ra. Sao phải cứ gắn cái đuôi đó vô để cho cái bài báo của mình, để cho cái lượt tìm kiếm nó tăng lên, mà trong khi đó nó là cả một cái sự sỉ nhục. Cho nên rằng là đây là một bài báo rất là hay. Cảm ơn tác giả bài báo, cảm ơn nhà báo ha. Và hôm bà Yến sẽ đọc tiếp. Và bây giờ là một bài báo khác, là báo South Star, mọi người thấy không? Dù sao đây là những cái bài báo nó cũng gọi là rất là hot hòn hot luôn á. Show diễn, tựa đề là show diễn còn chưa chạy hết. Hồ Văn Cường tiếp tục đón nhận tin vui đặc biệt. À, đây là cái hình đây là gọi là người hâm mộ háo hức. À, thấy không? Người hâm mộ háo hức, vô cùng háo hức trước thông tin mới về Hồ Văn Cường. Thấy chưa? À, đọc tiếp nè. Mới đây, cộng đồng người hâm mộ Hồ Văn Cường đã vô cùng háo hức trước thông tin về đêm diễn mới của nam ca sĩ. Cụ thể, Hồ Văn Cường sẽ có đêm diễn kết hợp cùng danh ca Hương Lan. Được biết, đây là lần hiếm hoi nữ danh ca nhận lời hát tại một phòng trọ Việt Nam sau thời gian dài sinh sống ở nước ngoài. Đáng chú ý, thời gian diễn ra đêm nhạc này chính là sau khi Hồ Văn Cường kết thúc show diễn ở Hà Nội. Vào đầu tháng 12 sắp tới, Hồ Văn Cường sẽ xuất hiện cùng danh ca Ngọc Sơn và một số nghệ sĩ nổi tiếng trong dòng nhạc dân ca trữ tình. Trước đó, thông tin về đêm nhạc này khiến nhiều người chú ý chính là cách mà ban tổ chức gọi chương trình gọi Hồ Văn Cường trên poster đêm diễn. Thay vì ca sĩ hay ngôi sao ca nhạc, thì ban tổ chức đã gọi Hồ Văn Cường là sứ giả cảm xúc. Được biết, đây là danh xưng mà Hồ Văn Cường được nhiều người ưu ái dành tặng nhờ giọng hát truyền cảm chạm đến trái tim khán giả. Đây nè, báo họ khoanh cái chỗ mà tên của Cường à, thấy không cái chỗ này nè, đây là sứ giả cảm xúc nè, thấy không? Đó, thấy không? Thời gian gần đây, khán giả liên tục thấy Hồ Văn Cường xuất hiện dày đặc trên những sân khấu âm nhạc lớn nhỏ khác nhau. Thực sự cũng không có đến nỗi dày đặc lắm mọi người, một tháng một show. Vốn là một tháng 7 đầu tháng 10 rồi tháng 8 rồi tháng 7 đúng rồi, cứ coi như là một tháng một show ha. Tháng một show đi, hình như có chấp ta. Gần thời gian gần đây, khán giả liên tục thấy Hồ Văn Cường xuất hiện dày đặc trên những sân khấu âm nhạc lớn nhỏ khác nhau. Vốn là một ca sĩ có nét tính cách hiền lành, thân thiện, nên Hồ Văn Cường đã nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến từ khán giả ở nhiều độ tuổi. Những đêm diễn có mặt Hồ Văn Cường đều thu hút lượng lớn người hâm mộ trong fan club xanh đọt chuối. Những hình ảnh Hồ Văn Cường đeo vòng hoa, vòng tiền, kính cổ sau mỗi đêm diễn là minh chứng cho thấy tình cảm khán giả dành cho nam ca sĩ rất lớn. Đó, mọi người thấy không? Quà cáp này kia nọ ngập tràn sân khấu là được đánh giá cao lắm mọi người. Đó nè, người ta báo chí người ta đưa cái hình ảnh em Cường đó, đeo cái tiền nè, thấy không? Cho nên lần là cứ phải tặng thôi nha. Đây, có nhiều bài ghê á, có nhiều bài báo lắm. Để nhưng mà mình muốn
coi coi thử coi những cái bài mà nó có liên quan tới cái sự kiện này. Mình đọc hai bài báo rồi. Bây giờ bắt đầu tới mình đọc coi coi là cả nhà chạy chạy đua như thế nào nha. Yến đọc Yến chạy vô cái fan club mà Hồ Văn Cường mà xanh đọc túi miền Bắc á, Yến đọc nhiều bài cũng tức cười lắm. Ví dụ như bạn Đỗ Kim Thoa, biết cô Đỗ Kim Thoa cô hay gì? Cũng là chạy show, chuyện chạy show. Cũng là chạy show nhưng mà nó lạ lắm. Chạy show trước là ốm không hát ra lời cũng vẫn phải lên sân khấu. Xin nghỉ để ở nhà ôn thi thì bị đánh mặc dù chỉ là hát lót, hát ké, hát cho quen sân khấu, hát không đồng. Còn giờ được bầu show trân trọng là ca sĩ chính, cát-xê cao vút và chuyển thẳng vào tài khoản của mình. Đứng độc lập, tự nhận show và xuất hiện ở đâu thì ở đó cháy vé. Nhất là Cường đã được tự do lựa chọn đi hát hay không đi để phù hợp với lịch học của mình. Là của bạn Đỗ Kim Khoa viết. Rồi ở dưới có nhiều cái bình luận cũng hay lắm. Ví dụ như là một trang sử mới hoàn toàn độc lập, tự do. Còn chuyện cũ cho vào dĩ vãng đi mọi người ơi. Thì từ từ cũng sẽ cho vô vị dĩ vãng ha mọi người ha. Anh coi quá trời comment gì đây. Nhiều người thì kêu là đừng nhắc nữa. Nhưng mình đôi khi mình nhắc để chấm phá mọi người ha. Phải có sự so sánh chứ. Rồi quá đỉnh luôn Cường ơi, trời cao có mắt. Rồi quá tuyệt vời, chúc mừng. Rồi Yến ca, Yến đọc để coi có gì không. Ngày xưa đi hát để tìm người người khác thu tiền, tiền khán giả cho, chúng nhặt sạch, nay quà khán giả cho, có đội quân bảo vệ đưa về tận nhà. Con ở hiền gặp phúc, chúc mừng con. Rồi bạn Nguyễn Bình Minh viết giá trị của con mọi người đều nhìn thấy, chỉ có kẻ ngờ u không nhìn thấy mà cố tình hạ thấp giá trị của con. Có mà không giữ thì mất thì cố chạy quanh đổ lỗi. Cường ơi, cố lên tỏa sáng nhé, mọi người cùng bên con. Rồi, ở đâu có con yêu là ở đó cháy vé, cháy thiệt luôn mọi người. Chạy show tinh thần thoải mái, không gì quý hơn độc lập tự do. Đó, chúc mừng cháu ở hiền gặp lành. Đó. Rồi có cái bài viết cũng vui lắm. Đây nè, anh Khôi Nguyễn anh viết vậy nè. Đây nè, có chị Lê Thu của viết nha, của khoe. Trời ơi, có một cái là mọi người khoe rần rần luôn làm tôi ghen tị quá trời đây. Cô Thu có vé rồi nhé con trai. Chưa bao giờ cô Thu giỏi cô Thiện mà lần này giỏi luôn nè. Mới ngoảnh đi ngoảnh lại có 2 tiếng cô bận mà báo hết vé, 2 tiếng là hết vé rồi. Thiên hạ có đủ vé mà không thấy tên cô Thu đâu. Ôi trời, giỏi cô Thiện luôn cả tối hôm qua. 6 giờ sáng cô Thiện ới ơi gọi cho cô Thu mà cô Thu không có nghe máy. Trời ơi, bả giận. Tin nhắn đến nè, chị không cần biết em đi hay không, chị đặt vé diamond cho em rồi đấy. Cái này là chơi xỏ nhau đó, nghĩa là biết thế nào mà Thu cũng phải đi đúng không, thế là mua sẵn rồi nhưng mà có điều nói không có coi như không nói nữa. Cái này là bị gài đó. Ôi trời, mắt nhắm mắt mở cô Thu phải nhổm dậy dụi mắt xem đúng. Trời ơi, thiệt, tưởng tượng mà đã biết là mình không vướng bận lịch gì mà tự nhiên mọi người có vé hết mà mình không có vé, phải coi như là thiệt chứ sốc luôn chứ không biết hôm qua cô Thu ngủ có được không cô Thu. Tội nghiệp cô Thu. Ôi trời, mắm nhắm mắt mở cô Thu phải nhổm dậy dụi mắt xem đúng không nè. Nhẹ hết cả cái con người. Hết giỏi rồi nhé, Thiện number one. Chơi kỳ quá Thiện ơi. Hồ Chí Minh lại chào đón cô Thu của Úc và fan club miền miền Bắc nữa rồi. Chà, cô Thu có chuyển khoản hơi bị nhiều nha. 4,8 triệu là vé nhiêu ta? 1,6 triệu ba vé. Đó, 1,6 triệu ba vé. Rồi có cô Hạnh Cao viết một cái bài thơ cũng hay lắm. Hai show diễn một chặng đường nở hoa. Vừa vui vừa sướng lại vừa thương. Hai show liên tiếp với Úc Cường. Show 3 tháng chạp đang mong đợi, kế đến vừng ơi show dễ thương. Live show phụ tử đón bé Cường, bác ba của Úc mãi yêu thương, danh ca Hương Lan bao yêu mến, Úc Cường khách mời quá thân thương, cả nhà xanh chuối mãi vấn vương, chạy marathon mới kịp đường. Hà Nội Sài Gòn ôi mong nhớ, hai show ca nhạc chất quê hương, ai yêu ca nhạc chẳng nhớ thương, cậu Úc dân ca đó bé Cường, đam mê ca hát từ thơ bé. Mỗi một câu ca thấu tim ta, danh ca Hương Lan tuy ở xa, vẫn dõi theo con tự quê nhà, trở về đất mẹ, con tim gọi, Úc Cường nhà ta, cưng quá ta, show cô Hương Lan đã mở ra, những trái tim yêu nhạc quê nhà, Úc Cường nhà ta tuy bé nhỏ,
Con đường ca hát trải đầy hoa ngày 25 tháng 12 2022 tác giả Hạnh Cao. Rồi có nữa. À, anh cái này là đây là ai đây ha? Chị Lưu Kim Thiện, bốt, thấy mọi người háo hức em cũng đăng cho có động lực. Lịch trình show ngày 3 tháng 12 coi con hát xong ăn tối giao lưu cùng mọi người ra sân bay. Bay chuyến sớm cho mát nghỉ ngơi xơi nước cà phê cà pháo lấy sức tối. Vậy là coi như là đừng có nói là đêm không ngủ nha, là vậy là nhậu ăn xong rồi nhậu nhẹt hát hò xong ra sân bay sớm đi về luôn, chắc có lẽ là đặt vé sớm, vé sáng sớm để cho nó rẻ. Thì ví dụ như bay chuyến 6 giờ, đâu bay chuyến 6 giờ hả, hay chuyến ấy thì 4 giờ phải di chuyển ra sân bay rồi. Đúng không? 5-6 giờ gì đó là 4 giờ là phải di chuyển ra sân bay rồi, mà nếu mà đi sân bay mà Nội Bài á, Nội Bài thì đường đi sân bay là cũng phải một tiếng, tiếng hơn ha. Thì đi một tiếng là ra đó chờ coi như là thủ tục rồi lỉnh kỉnh thì cứ cho là mặc dù nội địa đi nhưng mà cũng phải cho là 2 tiếng cho nó chắc ăn. Coi như là thành ra mất 3 tiếng, ví dụ như 6 giờ bay thì khoảng 3 giờ là phải lục tục đi. Vậy là coi show xong khỏi ngủ đó mọi người. Đó, vô tới Sài Gòn thì không biết là chắc phải mướn khách sạn để vô nằm nghỉ ngơi một chút để tối coi đó, chung thôi là đuối à. Đó, đuối thiệt chứ không phải đuối giả đâu nha. Cẩn thận á. Rồi anh có đây nè, rồi có cô Violet, cô viết trong trong cái bài, cô viết trong trang của cổ, cô viết trong cô viết trong trang cùng anh Tèo Em nè. Hương Lan là một danh ca nổi tiếng với dòng nhạc quê hương trữ tình cũng giống như Cường, mà theo mình thấy ai hát dòng nhạc này cũng đều có một tâm hồn hiền lành. Cô ấy đã chọn Cường làm khách mời chính là cô ấy đã có tình thương đối với con và không sợ gì cả. Cô tin vào Cường, cô tin vào khán giả sẽ có một lựa chọn đúng đắn nhất để thương yêu, để ủng hộ. Và giờ các giới phòng trà bầu xô đã thấy giá trị của Cường qua tài năng và qua chúng ta. Chúng ta phải chứng tỏ cho họ thấy hơn nữa nhé. Họ sẽ phải thấy ở đâu có Cường là ở đó cháy vé. Đó. Vì Vi không về kịp ngày 4 tháng 12 là cổ cũng đâu về kịp đâu, chứ đâu về kịp đâu. Để xem Hương Lan và Cường hát, hai phối hợp ngọt ngào nhất từ trước đến giờ, thật là rất tiếc. Các bạn không thể đi show 3 tháng 12 thì giờ ráng đi show 4 tháng 12 ủng hộ ca sĩ Hương Lan và ca sĩ Hồ Văn Cường nhà mình nhé. Từ tối qua những cú phone và tin nhắn tới tấp của Xanh Đọc Chuối chúng ta đã cho phòng trà và bầu show thấy giá trị của Cường, hãy phát huy hơn nữa cho thiên hạ thấy các bạn nhé. Lớp. Nhưng mà thiệt sự là cái này là chị Vi chị post rồi tối hôm qua. Nhưng mà sáng sớm là hết rồi, cách đây 14 tiếng. Và buổi sáng nay thực tế là hết rồi. Rồi có... Trời ơi nhiều đâu, mấy cái này hay lắm. Để coi còn cái anh Khôi, anh hát, anh bốt cái gì mà anh đi ra. Huyền Trân có viết một bài cũng hay lắm, bài thơ. Đó, nên là toàn là những cái gì mà liên quan tới sự kiện là báo chí nè, xong rồi fan viết nè ha. Huyền Trân nhưng làm thơ cũng hay lắm á. Huyền Trân làm bài thơ là tựa là show nối tiếp show. Vừa mới lướt vào fan Vân ơi mở ra báo, con đường xưa em đi, một mini show đó, phía sau Cường lấp ló, đằng trước cô Hương Lan, mà thấy người râm ran, muốn niềm vui lan tỏa, thật nhanh và hối hả, tình phụ tử mùng 3, Hà Nội tuy hơi xa, mini show mùng 4, sức trai đi khắp chốn, có nhăm nho chi đâu, cảm xúc càng lắng sâu, chàng trai 19 nhỉ, và khi càng chăm chỉ, tiếng hát càng bay xa, giọng ca càng thăng hoa, thành công càng rực rỡ, xanh chuối như hòa vỡ, lòng cô thầm suýt xoa, thằng cu Cường nhà ta, nhỏ con mà thật giỏi, chúc mừng con thành công, Cường ơi cố lên, yeah, cơ mà tối hôm qua vừa coi đá bóng vừa làm thơ, để lan tỏa niềm vui với đại gia đình Xanh Đọc Chuối cho nóng mà chờ mãi chẳng được duyệt bài nên đăng tiếp lần nữa rồi, cái này là chậm muộn, nhưng mà ok, xong, được, rồi, có ai nữa đây ta? Phải có chứ, sự kiện quanh cái sự kiện này nóng dữ lắm rồi mọi người. Còn ai nữa không? Hết rồi ha, sự kiện này hết rồi ha. Để Yến coi mọi người biết không? Cái status của Khôi Nguyễn là sẽ là kỷ lục, một kỷ lục vé bán nhanh hết chỉ trong chớp mắt. Nếu số hot phone bán vé không ngãn mặt thì coi như là chắc là không ngãn mặt thì là trong vòng tích tắc vài phút chắc tiếng, chắc vài tiếng đồng hồ. Sau một hồi xếp hàng chen lấn thì em cũng có được một tấm vé nha quý vị. Đó, cuối cùng ai cũng có vé. Mua vé mà như hồi bảo cấp xếp hàng cả tháng.
một lần được phép mua thịt heo phân phối vậy á, thiệt là vui quá đi. Đó, những con người có được vé, thế là bốt 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 chọc quê những người không thể mua được vé. Thôi kệ đi, thôi kệ đi, thua keo này ta bày keo khác. Ồ, cô Kim Thoa, cô Đỗ Kim Thoa, cô lại viết thêm 8 tỷ 8 8, cách đây 8 tiếng hồ là mới có thông tin tối qua mà sáng nay đã hết vé, ngay cả vé phụ, những ai chậm chân không mua được vé show ngày ấy của Từ thì chịu khó hóng ngoài cửa. Thì cũng có thông tin nói rằng là sợ là bên bên phòng trà họ sẽ kê những cái ghế phụ á, nhưng mà thực tế không phải là họ kê cái ghế phụ mà là cái quán đó nó có những cái gian riêng hay cái gì gần ngồi đó, giống như là ngồi đó là mọi người tụ tập rồi có gì có coi nhạc thì ví dụ coi qua màn hình, thì hình như cái ngồi mà chỗ khuất mà không nhìn thấy mặt cường được thì 500, nhưng mà thực tế là trong một cái bối cảnh vậy nếu họ có kê thêm ghế ở những khu vực khác để ngồi coi hình cường trên màn hình thì thực sự cũng không nhất thiết đâu. Là tại vì biết sao không? Nếu mà vậy mình ngồi ở nhà mình là coi livestream cũng được ha, cũng khỏi cần chen lấn nó làm gì. Nó từ từ mai mốt rồi chờ có cái show, chứ cũng đừng có mà kiểu như để mà họ phải họ họ kê thêm ghế ghế phụ thì nó uổng ha. Ok, mình Yến sẽ hóng tiếp những cái bài báo này kia, tin tức này kia có liên quan tới sự kiện này, là tại vì đây là cô Hương Lan là một nhân vật rất là nổi tiếng và phải là một danh ca thứ thiệt, cho nên chắc chắn là sau cái ngày đó báo chí sẽ còn lên nhiều, lên ầm ầm luôn á, cho nên mình sẽ hóng 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 coi coi là những cái bài báo họ đưa ra những thông tin gì và mình họ truyền tải thông tin gì thì mình sẽ tiếp tục mình đọc ha. Ok, hôm nay chuyên mục mà gọi là điểm tin báo chí và những gì mà fanpage tới đây là chấm dứt. Cảm ơn mọi người. Chúc ngủ ngon. Đừng quên đăng ký kênh của Yến, ủng hộ Yến nha. Cảm ơn mọi người.